Đây là một buổi học lý thuyết về kỹ thuật chế biến món ăn tại trường trung cấp Bách Nghệ Hà Nội. Chị Lê Thị Ninh đã tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội. Sau 10 năm long đong với hàng tập hồ sơ xin việc cùng rất nhiều công việc không tên mà chị chấp nhận làm tạm thời, chị quyết định quay lại học nghề. Có nhiều áp lực, kiểu các bạn thì các bạn học cùng với mình ấy ạ, các bạn đã có nghề nghiệp đầy đủ hết rồi mà bây giờ mình vẫn cứ phải đi học, đi làm chỗ nọ chỗ kia ấy, không phù hợp với công việc mình đã học và cũng không ổn định ấy. Nên là em quay lại học trung cấp để mong tìm được một công việc ổn định và phù hợp với cuộc sống ạ. Tại trường trung cấp có gần 2.000 học viên này. Những học viên đã có bằng cấp như chị Ninh chiếm đến 30%. Tức là cứ 3 người theo học tại đây lại có một người có bằng đại học, cao đẳng, thậm chí có cả thạc sĩ. Cho tôi trở lại 15 về trước, khi tốt nghiệp lớp 12 tôi sẽ chọn cho mình một công việc mà tôi yêu thích. Không cứ phải vào đại học hay là cao đẳng mà chọn lấy cho mình một cái ngành nghề phù hợp với cái khả năng và cái năng lực của mình. Tôi nghĩ là học đại học thì tôi sẽ có tất cả các cơ hội việc làm, nhưng mà thực tế thì nó không phải là như vậy. Chưa có một thống kê chính thức nào từ ngành chức năng, nhưng xu hướng quay lại học nghề đang diễn ra ngày một nhiều. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các trường như Trung cấp Du lịch và Khách sạn Sài Gòn Tourist, Trung cấp Đại Việt, Trung cấp Ánh Sáng đều có tỷ lệ học viên đang theo học có bằng cao đẳng đại học chiếm từ 20 đến 30%. Còn ở Hà Nội, con số này thậm chí có phần cao hơn. Thời gian gần đây thì đối tượng đến học nghề với Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà Nội phần lớn là lao động có trình độ cao và có trình độ đại học tương đối nhiều, chiếm tầm khoảng 40-50%. Cử nhân, thạc sĩ quay lại học trung cấp, học nghề là những nhân chứng sống cho thấy bằng cấp không đồng nghĩa với một tương lai được đảm bảo. Chúng tôi quan trọng là cái kinh nghiệm và thái độ đối với công việc. Đó là một cái việc quan trọng hơn là cái những cái các loại bằng chứng chỉ về cái học hành, trình độ học hành. Theo một tính toán chưa đầy đủ, chi phí để một sinh viên học xong đại học có bằng cử nhân sẽ tiêu tốn không dưới 100 triệu đồng. Ấy là chưa kể tốn thời gian, tốn sức lực, học thạc sĩ còn tốn kém hơn rất nhiều. Đây là một cái sự lãng phí rất là ghê gớm của cả xã hội, của từng gia đình và của từng em học sinh. Vậy nhưng, phía sau sự lãng phí và muộn màng này, với nhiều người, chưa hẳn đã là con đường u ám. Nhà trường chúng tôi đã đảm bảo cho các em học khối ngành du lịch, đặc biệt là ngành kỹ thuật chế biến món ăn, là 100% là các em ra trường sau khi tốt nghiệp là có việc làm. Bởi vì chúng tôi đã phối kết hợp với các nhà hàng, khách sạn và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng là ngành nghề về kỹ thuật chế biến món ăn. Về mặt ngắn hạn thì cũng có thể nhìn ra là nó cũng quay trở lại, cũng ngược lại, nhưng mà không phải là như thế, mà còn nếu mà người ta đúng cái hợp với lại sở thích của mình và nhiều cái phù hợp ấy, thì những người đó thì cũng sẽ có một cái tương lai rất là tốt. Lại một mùa tuyển sinh nữa đang đến gần. Nhiều năm qua, đích đến của hầu hết học trò sau khi tốt nghiệp phổ thông đều là đại học, cao đẳng. Các trường đại học thì gần như chỉ quan tâm đến việc làm sao tuyển cho đủ chỉ tiêu, còn việc sinh viên ra trường thế nào thì sống chết mặc bay. Vào hoàn cảnh của em sau khi trải qua những 10 năm mà không xin được việc ấy ạ, thì em nghĩ là em sẽ chọn một cái nghề nào đấy ngay từ đầu ạ. Tôi nghĩ đấy là một sự cảnh ngộ kịp thời, và cả xã hội ta còn có những người chạy theo cái bằng cấp một cách quá là vô ích, thì hãy lấy cái bài học đó, và chúng ta cái nền giáo dục này cũng phải thay đổi ở cái lớp 9, ở lớp 10 và cái lớp 12 theo cái hướng là thực học và thực nghiệp. Đâu đó vẫn có những ông chủ đi lên từ một anh thợ, vẫn có những chuyên gia mới tốt nghiệp cấp 3.
thứ xã hội ngày nay đang cần là những giá trị thật, khả năng thật. Khái niệm xã hội coi trọng bằng cấp dường như đang có dấu hiệu lung lay. Điều này có thể được xem như một tín hiệu đáng mừng.